Làm visa du lịch Úc mất bao nhiêu lâu? Cách để có được duyệt visa nhanh. Bạn đợi quá lâu mà không có visa Úc, cũng không biết phải làm bao nhiêu lâu thì có visa. Liệu có cách nào có thể giúp cho visa của bạn nhanh hơn hay không? Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Đào Quang Trung. Trong video này thì ngày hôm nay tôi sẽ trả lời cho một số các câu hỏi của các bạn trên kênh của Đào Quang Trung về việc làm visa du lịch Úc mất bao nhiêu lâu và những điều bạn cần biết để làm visa du lịch Úc của bạn. Và nếu như bạn biết được những điều này sẽ giúp cho bạn có thể có visa một cách nhanh chóng hơn. Nếu bạn tò mò thì hãy cùng xem hết video này nhé. Đầu tiên chúng ta phải biết rằng Úc luôn là một nước mà nhiều người muốn đặt chân đến, không chỉ để đến du lịch mà còn học tập, làm việc, thậm chí là định cư ở lại đất nước này. Và người Việt Nam của chúng ta cũng là một trong những số đó. Và để đến được Úc thì visa chính là một trong những điều đầu tiên mà bạn cần phải có khi muốn đến quốc gia này. Và nó như là một cái giấy thông hành giúp chúng ta có thể đến Úc một cách hợp pháp và có thể hưởng quyền lợi như một công dân tạm trú ở đây. Vậy làm visa du lịch Úc sẽ mất bao nhiêu lâu? Thực ra thì sẽ không có một câu trả lời nào cụ thể và chính xác cho câu hỏi này. Vì thông thường, visa du lịch ở Úc mất bao nhiêu lâu tùy thuộc vào tình trạng hồ sơ và thời điểm mà bạn nộp hồ sơ xin cấp visa. Thông thường, thời gian xét duyệt hồ sơ thị thực của Úc sẽ kéo dài trong khoảng từ 2 tuần cho đến 4 tuần, thậm chí là lâu hơn nếu hồ sơ của bạn cần xác minh thêm hay đại sứ quán yêu cầu chúng ta bổ sung thêm các giấy tờ còn thiếu. Mặt khác, để hoàn thiện thủ tục làm thị thực thì bạn cần phải khám sức khỏe và lấy sinh trắc học. Như vậy, thời gian xét duyệt hồ sơ sẽ phụ thuộc rất lớn vào quá trình mà chúng ta chuẩn bị và hoàn thiện các giấy tờ cũng như là các thủ tục sắp xếp hồ sơ xin visa Úc. Các loại đơn xin visa Úc, giấy tờ thân nhân, chứng minh công việc, chứng minh tài chính là những giấy tờ quan trọng để cho các cơ quan lãnh sự xem xét và đánh giá hồ sơ xin visa Úc của bạn được cấp trong thời gian quy định hay không. Ngoài ra, bạn cũng có thể bị từ chối thị thực nếu thiếu một vài giấy tờ mà đại sứ quán yêu cầu. Như vậy, câu trả lời cho thắc mắc làm visa du lịch Úc mất bao nhiêu lâu là không cố định thời gian. Nếu chưa có kinh nghiệm làm xin visa dài hơn dự kiến có thể ảnh hưởng đến kế hoạch và chuyến đi của bạn. Đặc biệt, nếu visa được cấp quá ngắn với những ngày bạn đi thì sẽ phải mua vé máy bay với giá rất cao. Vì vậy, nếu như có kế hoạch muốn ra nước ngoài thì hãy chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ để xin visa càng sớm càng tốt nha các bạn. Vậy thời gian để được xét duyệt visa Úc là bao nhiêu lâu? Thông thường thì thời gian xét duyệt visa du lịch Úc trung bình là từ 19 cho đến 27 ngày. Visa du lịch Úc có thời hạn là 3 cho đến 6 tháng hoặc là 12 tháng tùy theo từng loại thị thực. Ngoài ra, mới đây thì Úc cũng đang công bố rằng sẽ rút ngắn thời gian để xét duyệt visa chỉ còn có 16 ngày, nên chúng ta cũng có thể có cơ hội để được duyệt visa một cách nhanh chóng hơn. Ở trường hợp bạn là bố hoặc mẹ công dân đang sinh sống tại Úc thì có thể xin được visa có thời hạn 3 năm. Và nếu như hồ sơ của bạn đạt đủ yêu cầu thì thời gian cấp visa của bạn sẽ rất nhanh chóng. Cũng giống như một trường hợp khách hàng của mình vừa mới nộp hồ sơ thôi mà có 2 tiếng thôi đã có visa thăm thân ở bên Úc được luôn rồi, mà thời hạn là 3 năm cơ. Và giờ là lúc chúng ta nói về thời hạn hiệu lực của các loại visa đi Úc nha các bạn. Thường thì các visa đi Úc sẽ được quy định thời hạn cho phép trong một khoảng thời gian nhất định. Hiện nay thì phía đại sứ quán của Úc cấp visa cho người Việt qua Úc với 3 mốc thời gian là 3 tháng, 6 tháng và nhiều nhất là 12 tháng được tính kể từ ngày của bạn đặt chân đến Úc. Không có một quy định chung nào về thời gian hiệu lực của visa Úc mà tùy vào từng loại visa sẽ được cấp thị thực với khoảng thời gian tương ứng. Ngoài ra, thời hạn lưu trú tối đa thị thực Úc sẽ được quyết định bởi cán bộ hải quan. Cho nên khi nhận được visa, bạn cần lưu ý rằng phải xem kỹ thị thực của mình để tránh phát sinh những vấn đề rắc rối khác. Vậy chi phí xin visa du lịch Úc bao nhiêu tiền? Hiện tại trên cổng thông tin của Bộ Di trú thì chi phí xin visa của Úc hiện đang là 190 đô cho một hồ sơ và đó chỉ là phí để xin visa mà thôi.
Ngoài ra bạn còn phải chuẩn bị thêm các khoản tiền như là tiền khám sức khỏe, tiền làm, tiền chuẩn bị hồ sơ, các thứ liên quan. Nên bạn lưu ý rằng mức phí này có thể thay đổi theo thời gian. Bạn chuẩn bị trước tiền để phòng những trường hợp bất trắc. Ngoài những khoản phí kể trên, bạn cần mất thêm các khoản chi phí khác cho việc di chuyển, chuẩn bị hồ sơ, xử lý và hoàn thiện các giấy tờ để xin visa du lịch Úc nữa nhé. Trên đây là những điều cần biết để xin visa du lịch Úc. Rất mong thông tin của mình sẽ giúp ích cho các bạn trong những bước đầu tiên cho chuyến đi Úc của bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của Đào Quang Trung. Và nếu như bạn có bất kỳ một thắc mắc gì liên quan đến visa, liên quan đến du lịch, liên quan đến việc làm và du học, các bạn có thể comment xuống phần bình luận phía dưới để Đào Quang Trung sẽ đọc từng comment và trả lời hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết nhất. Và đừng quên nhấn nút chuông phía dưới đăng ký kênh của Đào Quang Trung để nhận thêm các thông báo về những video hữu ích tiếp theo trên kênh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã xem hết video của Đào Quang Trung. Và nếu như bạn yêu thích video này, hãy cho mình một like, một share và bấm vào vòng tròn ở giữa màn hình để đăng ký kênh của Đào Quang Trung. Và cùng comment để bàn luận thêm về các chủ đề mà bạn quan tâm. Mình sẽ sẵn sàng giải đáp cho các bạn.